nước về quen tới bà con ơi. Nhanh trên là ngoài ghế, chậm trên là ngoài muôi, là ngồi đâu cũng vui, là về quen Tết nha. Lẹ lên bà con ơi. Hai chị em tụi bay. Đậu Thanh. Mày đâu đó? Này ai cũng nói tao khùng, đi mướn hai chị em tụi bay chạy xe tiếp. Cái xe này của tụi tôi với bộ. Á đậu xanh. Chạy chạy gì mà kỳ cục vậy? Mày vậy mày? Giờ còn bến nào chịu nhận nữa? Không nhận á, thì tôi đón khách vụ ngoài bến. Cái bến nó không muốn một tay lái rượu như tao á, làm sai lầm lớn nhất cuộc đời của họ. Ê, tôi qua hỏi thăm coi. Tôi muốn bao hết nguyên chiếc xe này chở tôi với của gia bảo tôi về Cà Mau rất an toàn. Liên quan không thành vấn đề, được không? Chú. Ủa mấy người này là ai vậy? Là khách đó chú. Khách cái gì, tôi đã bao hết chuyến xe này rồi mà. Một mình chú sao mà hết được cái xe đúng không? Trong khi đó Tết nhất tới nơi ai cũng muốn về quê ăn Tết. Chú mà không cho người ta lên xe là Tết này á, chồng xa vợ, vợ xa con xa ông bà xa con cháu, tội nghiệp lắm đó. Tại chú hết. Chú chịu trách nhiệm hết luôn đó. Mày nói cái gì? Tôi lấy cây tôi bỏ vô tôi mỏ tôi phải xưng hết bây giờ. Ê, hình như tụi nó đang dòm ngó cái món đồ da bảo của chú đó. Thiệt chi. Con gọi 500 anh em tài xế cho luôn của luôn. Ai ơi, xe gì mà đâu khách trong khi đâu điều hành đạo đi trời. Thôi, chạy. Chạy đi. Tụi mày muốn luộc đối phương hả? Có quan sát kỹ đối phương chưa? Con sẽ cho tụi nó hiểu nguyên hình cho chú coi. Đây, đúng rồi. Chúng mình sẽ lăn bánh, chúng ta sẽ không về nhà. Bà con anh em tôi chung mọi người tới sang. Thì dù như nước đi rồi một nơi, nhưng tụi nó ấm bên nhau hãy cười lâu thêm. Nhưng đi có nhiều lo lắng ta cùng với nhau. Ăn Tết thì vừa, ăn Tết thì vừa, cùng chơi xa lá ăn Tết thì vừa. Không cần suy nghĩ. Ôi tiền nhiều quá, tiêu xài sao hết. Hai, hai đứa bay đu dây điện hả?